Chào các bạn, mình là Hoàng Anh, Privichip. Hiện tại mình đang có mặt tại Intercontinental Hà Nội Westlake. Cái căn này là căn 202 Grand Suite Westlake. Thì ngay đầu tiên mình nghĩ là mình sẽ mở cái cửa ra để mọi người có thể ngắm được toàn cảnh Hồ Tây vô cùng đẹp. Đây rõ ràng là cái giá trị lớn nhất khi bạn đặt tại cái căn này. View toàn cảnh Hồ Tây rất là đẹp, với các cái pavilion ngay trên mặt nước. Và thật là không có gì để chê trách cả. Từ đây bạn có thể nhìn được ra tòa nhà Lotte Gangnam, vô cùng ấn tượng. Mây trời rất là đẹp. Đây là lần thứ hai mình quay trở lại khách sạn tuyệt đẹp này. Và ở kia là hồ bơi, khu vực hồ bơi tuyệt đẹp. Và không thể tin nổi. Cảm ơn Mr. Colin, tổng quản lý, giám đốc khu nghỉ dưỡng đã hỗ trợ nâng hạng mình. Cảm ơn Eric đã dành thời gian buổi sáng nay. Thì về cơ bản đây là cái phòng suite, nên nó sẽ có một phòng khách, khu vực bàn làm việc vô cùng đẹp. Mình sẽ đi tiếp vào các khu vực những cành lan tươi đang đón chờ. Nơi đây sẽ rất thích hợp cho một cái buổi tiệc của tất cả mọi người. Trước mắt đây là cái khu vực bồn tắm vô cùng đẹp. Nội thất ở đây thì khá là cũ rồi, nhưng mình đảm bảo nó vẫn rất là vượt xa ngoài trí tưởng tượng. Vẫn là những chai bathroom amenity mang thương hiệu của Agraria rất là đẹp. Những chai nước vô cùng đẹp và ấn tượng, chỉ có tại Intercontinental Hà Nội Westlake. Đây rõ ràng là cái trải nghiệm nên đến nhất Hà Nội. Đây là cái khách sạn mình yêu thích nhất Hà Nội, bên cạnh Sofitel Metropole hay là các thương hiệu khác. Thì đây là cái khu vực phòng ngủ chính. Thì nó cũng khá đơn giản, nhưng nó thực sự tuyệt vời so với các cái phòng thông thường mà mình ở. Còn về khu vực, bạn có thể trải nghiệm thêm các cái khu vực, có thể mở cánh cửa ra và có thể ngắm được cái ban công thứ hai. Cái này thì nhìn ra khu vực Hồ Tây rất là đẹp. Và chỉ hơi đáng tiếc, thông thường mình sẽ ở cái... Chào các bạn, mình là Hoàng Anh từ Privichip. Hiện tại mình đang có mặt tại khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake, nằm ở bên Hồ Tây, rất là đẹp. Đây là khu vực sảnh chính của khách sạn. Đây là lần thứ hai mình trải nghiệm khu nghỉ dưỡng này. Rất là lâu rồi mình có dịp trở lại. Hai chào anh. Đây là khu vực của check-in của Ambassador. Guys, hai chào mọi người. Cái thẻ này check-in ở đâu em nhỉ? Hạng member ấy nhỉ? Platinum các thứ nhỉ? Trên này à? Ok. Chào mọi người. À đây, giờ chỉ dẫn không rõ ràng lắm.